Các bác thân mến, ở video này em sẽ cùng các bác cùng ngồi nghe và thưởng thức chất âm của bộ ba huyền thoại gồm có đôi loa Pioneer 99AFB đài thiệu, chiếc âm ly Sansui 9090DB lòng vàng, chiếc đầu băng cối Akai 635D phiên bản Gold. Trước khi em cùng các bác thưởng thức chất âm của bộ ba này thì em sẽ tiến lại gần để cùng các bác quan sát tổng thể về tình trạng của sản phẩm. Trước hết thì các bác nhìn thấy đây là đôi loa Pioneer 99AFB đời thiệu này. Đây là những model đã quá lừng danh rồi. Chủ yếu thì em quay qua để các bác nắm được về cái tình trạng của sản phẩm thôi, độ đẹp thôi. Các bác thấy các góc máy thì không tìm ra cái khuyết điểm nào của đôi loa này. Quá đẹp luôn, 99AFB. Đây là chiếc âm ly Sansui 9090DB này. Mặt phay trắng thì không có một vết chảy xước nào. Đây là lòng vàng các bác nhé. Vỏ gỗ của nó rất là xuất sắc. Đây là chiếc đầu băng cối Akai này. Phiên bản Gold. Đôi loa này thì ở trước của nó, mặt của nó thì nó còn trang đậy một tấm e căng lưới mắt cáo nữa. Đây là toàn bộ ở phía sau. Các bác nhìn thấy đôi dây em dù sử dụng rất là rẻ tiền thôi, kể cả dây AV. Ở đằng sau thì nó có đường cái nồi tín hiệu đi vào này. Có hai vi tinh chỉnh này. Dòng này thì có trở kháng là 8 ohm, có công suất mắc là 100W trên một loa. Các góc cạnh của nó thì mỹ mãn rồi. Như vậy thì các bác thấy được cái tình trạng của bộ ba huyền thoại này thì mỹ mãn rồi. Tình trạng của nó thì các bác đã được quan sát rồi. Còn tất cả lòng phèo của nó bên trong thì đều được bên cửa hàng của chúng em bao zin bảo hành cho các bác đầy đủ. Bao zin bao đẹp cho các bác nên là các bác chỉ việc sử dụng thôi. Sau đây thì em sẽ tiết âm bộ ba huyền thoại này. Xin mời các bác cùng vào thưởng thức chất âm